Chào mừng các bạn đã trở lại với Hack Channel. Và chắc tới bây giờ thì các bạn cũng đã không quá xa lạ gì với những chiếc Apple Watch như thế này đúng không? Hầu như, không phải cũng hầu như đâu, mà đa số những người mà sử dụng iPhone đều muốn sở hữu cho mình một chiếc Apple Watch. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số tính năng rất là thú vị trên chiếc Apple Watch mà các bạn không nên bỏ qua. Còn bây giờ thì intro cái nào? Và nếu như các bạn chưa sở hữu riêng cho mình một chiếc Apple Watch thì hiện tại ở Hàng Nam đây có giá rất là tốt. Mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn nhé. Đối với tính năng đầu tiên thì mình nghĩ đây là tính năng đắt giá nhất trong thời điểm này. Đó là bây giờ chúng ta có thể mở khóa chiếc iPhone chúng ta bằng chiếc Apple Watch. Cụ thể đó chính là việc khi mà chúng ta ra ngoài đường trong cái thời điểm mà dịch như vậy đi thì các bạn chắc chắn là phải đeo khẩu trang rồi đúng không? Và chúng ta không thể nào sử dụng Face ID của chiếc iPhone được. Và bằng cách kết nối với lại chiếc Apple Watch, các bạn có thể mở khóa chiếc iPhone của chúng ta ngay cả khi các bạn đeo khẩu trang. Rất là tiện lợi. Để có thể sử dụng tính năng này thì đầu tiên các bạn phải đảm bảo được hai điều. Đó chính là chiếc iPhone của bạn phải nâng lên phiên bản iOS 14.5. Đúng rồi, 14.5 trở lên nhé, thì mới sử dụng được. Kèm theo đó là Apple Watch các bạn cũng phải nâng cấp lên phiên bản WatchOS 7.4. Đó, thì cả hai phải đúng hai phiên bản đó thì chúng ta mới hỗ trợ được tính năng này. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt. Việc đầu tiên thì tất nhiên là chúng ta phải kết nối chiếc iPhone của chúng ta với lại chiếc Apple Watch. Sau đó các bạn hãy vào phần cài đặt cho mình. Đó. Tiếp theo là kéo xuống vào mình phần Face ID và mật mã. Này sensor cái bát lại giùm anh nha. Đó. Và sau đó chúng ta hãy kéo xuống dưới nữa. Đây, mở khóa bằng Apple Watch thì các bạn chỉ việc mở cái phím này lên thôi là chúng ta có thể sử dụng được. Rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà mình sẽ có một số lưu ý sao cho các bạn. Bây giờ thì đợi mình một tí. Một lưu ý đầu tiên dành cho các bạn đó chính là chúng ta không thể sử dụng tính năng này khi mà các bạn không đeo khẩu trang. Thì các bạn phải đeo khẩu trang thì nó mới bắt đầu sử dụng mở khóa bằng Apple Watch. Vì đây không phải điện thoại của mình nên là giờ mình sẽ test cho mọi người xem nhé. Ok. Kéo lên, đó nó sẽ không quét được và nó sẽ mở bằng Apple Watch. Không biết mọi người xem rõ không ta? Nó sẽ thông báo lên được cho các bạn rằng là chiếc iPhone của bạn đã được mở bằng Apple Watch. Đấy. Và điểm đặc biệt khác ở đây đó chính là chúng ta có thể khóa chiếc iPhone lại trên cái Apple Watch luôn. Mình sẽ thử lại nhé. Đây, các bạn có thể thấy đó, chúng ta đã lập tức khóa cái iPhone lại. Khá là tiện dụng đúng không? Nó sẽ đảm bảo cái việc an toàn các bạn hơn khi mà lỡ ai đó ngồi kế bên mở được thì sao? Chúng ta có thể lập tức khóa nó lại. Tính năng thứ hai đó chính là các bạn có thể tìm chiếc iPhone của chúng ta bằng cái đồng hồ. Đó, thí dụ như các bạn để trong nhà mà các bạn quên mất là các bạn để đâu rồi các bạn phải đi kiếm đúng không? Thì bây giờ các bạn hãy kéo lên đây. Các bạn có thấy chiếc iPhone đang rung không ạ? Đấy, các bạn nhấn vào thì nó sẽ phát ra tiếng. Đó. Thì các bạn sẽ lần theo cái tiếng này để các bạn mà đi kiếm. Đó. Khá là to đúng không? Thí dụ mình để iPhone của mình vẫn đang ở chế độ im lặng nhá, nhưng mà nó vẫn kêu. Đấy, một điểm đặc biệt hơn nữa là khi các bạn nhấn đè nó thì cái đèn flash sẽ nhấp nháy để cho các bạn dễ tìm ra hơn. Như thế này. Đấy. Nó sẽ có đèn nhấp nháy để các bạn kiếm nó dễ hơn. Vậy có cách nào để chúng ta có thể kiếm cái Apple Watch từ con iPhone không? Câu trả lời tất nhiên là có. Các bạn hãy vào cái ứng dụng Find My có sẵn trên iPhone luôn. Đó, khi mà các bạn đã kết nối với lại con Apple Watch chúng ta rồi thì chúng ta sẽ định vị được nó đang nằm ở đâu. Và chọn vào Apple Watch nè. Sau đó là phát âm thanh. Đấy, các bạn có thấy là nó hiện lên liền không? Đó, bây giờ nó sẽ phát âm thanh to từ từ lên để chúng ta tìm. Tăng 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 tăng. Đấy, bắt đầu nó to từ từ lên để chúng ta có thể tìm quanh nhà chúng ta. Còn trên này chúng ta vẫn cũng có định vị nè để coi biết nó đang ở đâu. Đấy, Apple làm này tốt ghê á chứ. Tính năng tiếp theo đó chính là về tính năng ở trong rạp hát. Này, khi mà các bạn kéo cái thanh chức năng ở phía dưới lên như thế này, các bạn sẽ thấy hai cái khuôn mặt như thế này, một cười và một khóc đấy. Thì đây sẽ là tính năng mà khi các bạn vào xem phim chẳng hạn hoặc là đi xem kịch gì đó, các bạn muốn tắt không cho nó sáng lên. Đấy,
thì nhiều lúc chúng ta đeo chúng ta lắc lên là nó sẽ sáng lên đó, chúng ta vô tình lắc lên thì sẽ ảnh hưởng cho tới người khác rất là nhiều, thì chúng ta hãy sử dụng chế độ này đó khi mà mở lên. Và mọi người đợi một tí nhé, để cho nó khóa màn hình lại đi. Sau khi các bạn đã bật tính năng đó lên thì bây giờ cái đồng hồ của các bạn sẽ hoàn toàn đen như thế này, và cho dù chúng ta lắc như thế nào thì nó cũng sẽ không lên đó, thì chúng ta sẽ không phải vô tình lắc lên và làm chói sáng mọi người xung quanh. Để coi giờ thì các bạn chỉ cần đẩy cái Digital Crown này lên một tí, nó sẽ sáng dần dần lên cho chúng ta để chúng ta xem, và không muốn xem nữa thì chúng ta tắt xuống lại, nó sẽ tắt đi. Đấy, khá là tiện lợi như thế này, và vặn cái này cũng vui nữa. Đấy, còn muốn tắt nó đi thì các bạn chỉ việc vào bên trong, ok, đó, kéo phần ở dưới lên và chúng ta hãy tắt cái đó đi là xong. Về tính năng cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay, đó chính là một tính năng rất là thích hợp với các bạn mà ưa thích chụp hình hoặc là quay vlog bằng chiếc điện thoại của mình. Thì đây, mình sẽ demo cho các bạn xem luôn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái app giống như là cái camera vậy, có một cái mũi tên nhấn xuống, thì khi mà các bạn nhấn vào đây, các bạn sẽ điều khiển trực tiếp camera trên chiếc iPhone mà các bạn kết nối. Cụ thể như thế này. Đấy, nó sẽ lập tức mở camera của con iPhone lên, và giờ đây mình có thể sử dụng nó làm một cái màn hình phụ để chúng ta có thể coi được chiếc iPhone chúng ta đang quay cái gì. Chẳng hạn như thế này. Đó, khi mà mình đưa thẳng thì nó cũng sẽ thẳng ra, mà mình đưa ngang nó cũng sẽ đưa ngang ra. Chúng ta cũng có thể chụp hình trên chiếc iPhone, chiếc Apple Watch. Đây. Đó, lập tức nó sẽ lưu lại hình ảnh của chúng ta ở đây. Và các bạn có thể tùy chỉnh như là 3 giây nè. Chúng ta sẽ chuyển ra camera trước chẳng hạn nè. Đấy. Thì bây giờ xong, mình sẽ, đấy, đây là mình. Đó, các bạn có thể thấy rất là xịn sò. Và khoan nhá, đây rồi, đó. Giờ đây các bạn có thể gắn nó trực tiếp vào những cái iPhone mặt sau như thế này, và chúng ta có thể quay vlog trực tiếp từ phía sau với chất lượng camera xịn sò. Đấy, khá là vui đúng không? Hoặc là các bạn yêu thích chụp hình nhóm chẳng hạn, thì giờ đây chúng ta có thể để điện thoại sẵn và chỉ việc nhấn nút trên này để chụp hình, hoặc là canh 3 giây nữa đó để tạo dáng chẳng hạn. 3 giây 2 1, easy game. Và trên đây là một số tính năng thú vị của Apple Watch mà mình nghĩ là các bạn nên biết. Tất nhiên là còn rất là nhiều cái tính năng khác, và mình không thể nào mà nhét hết trong một cái video như thế này được. Thật ra là các bạn thấy mình thiếu hay là thấy cái tính năng nào hay ho thì hãy comment ở phía dưới nhé. Và bây giờ đừng quên like, share và subscribe cho H Channel. Và mình là Nguyên, chào tạm biệt các bạn. Beep, beep. Vô.